Chào các bạn nha. Đây, để mình quay cho các bạn xem chiếc xe cuốc nó mang gạo mổ vịt nè các bạn. Chiếc này chiếc Hinachi các bạn ơi. Coi nó dính đất rồi. Đó, ây da. Chiếc này chiếc Hinachi nha các bạn. Chắc mình đầu họ chiếc này chiếc EX150 các bạn ơi. Ê. Rồi. Nó nhấn phà thì nó thấy nó ó coi các bạn. Gạo nó khá là to luôn nha các bạn. Nó bắt đầu nó bơi cái phà của nó vô nè. Nó đẩy cái phà của nó vô rồi bắt đầu nó mới bỏ đất lên nha các bạn, bị vì cái cần của nó rất là ngắn. Nó bơi vô các bạn ơi, bơi tấp vô rồi mới đầu nó mới thấy nha. Các bạn thấy cái gạo mổ vịt của nó rất là khủng luôn không? Nó bơi qua bên bển rồi nó mới múc đất nha các bạn. Bởi vì nó lấy đất ở bên bển, bên sông mình đó. Đó, coi nó nhấn phà, nó nhấn ra đất cái đầu cái phà nó nghiêng kìa. Đó. Rồi coi nó đẩy cái phà nó vô rồi. Đó. Cái gạo của nó mình hay thấy cái gạo này quá bự các bạn ơi. Cái gạo này mình nhìn thấy gạo này quá khủng luôn. Đó, bạn thấy cái gạo của nó kinh hồn không? Chiếc này chiếc Hinachi nha các bạn. Hinachi. Đó. Dính nè, dính gạo nữa các bạn ơi. Đó, con nó dính nè, dính nó cái nó nhịp. Đó. Mấy cái đất mà nó đất sét trắng trắng đó các bạn. Nó sẽ dính gạo á, nó ngã ra nó không có lọt đất xuống liền. Cái gạo nó không đầy người ta nhả bỏ rồi các bạn ơi, nhả bỏ bao đầu gấp lại cái khác rồi. Đó, nhấn rồi nó nhõng với xe cuốc luôn á. Đó, cái gạo đó rất là đầy luôn các bạn, dùng lên luôn. Cái gạo bự mà đất mà nó đầy đó nha, rất là nhiều đất nha các bạn. Cái gạo này mình nghĩ cái gạo này quá khủng, cái gạo này cả khối cái đất hay sao đó. Đó, còn cái gạo hết hồn, cái gạo bự luôn các bạn. Mà cái chiều dài của cái gạo nó cũng rất là dài nữa.
Để coi cái gạo này nó coi nó có dính đất không nha, nó dính đất, nó dính gạo không nha. Đó, người ta kéo sát vô người ta mới nhả ra nha các bạn, kéo sát cái phà vô. Dính nữa rồi các bạn ơi. Ý da. Nhịp. Nhịp. Nhịp cho nó lọt đất xuống đó, nó nhịp. Đó. Đó, rồi nhấn lấy đất thôi các bạn, lấy đất rồi. Nghiêng nghiêng phà luôn các bạn ơi. Cái phà nằm giữa kênh bắt đầu là người ta bỏ không tới, người ta bơi vô rồi. Bơi vô, móc vô. Cái gạo đã dính nữa các bạn ơi. Dính gạo nữa nó bắt đầu nhịp rồi. Nhịp nó, nhịp cho nó lọt đất xuống nha. Nhịp. Vậy mà nó không chịu lọt xuống nữa. Đất nó dẻo nó dính, nó nguyên một cục luôn. Nhấn nhấn lấy đất mà nhõng nhõng cái xe cuốc lên luôn các bạn. Đó, cái gạo đó đầy đất nhưng mà đều nó nhả bỏ rồi. Nhả bỏ lấy cái khác rồi mình nhấn lấy đất khác rồi các bạn ơi. Đó, nhõng nhõng lên luôn rồi. Nó rồi dính nữa rồi các bạn ơi.
nó lấy đất lên cái gạo này rất nhiều đất các bạn. Đây đây gạo. Trời ơi. Đất đó mà nó bỏ nữa, không lấy nữa các bạn. Chắc nhắn thêm à. Đầy gạo chắc bơi ngược lên này các bạn. Thôi mình xin kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc các bạn. Sẽ dính gạo các bạn. Chút nữa em mới về được. Trời ơi. Không nhả ra luôn các bạn. Nó mắc cạp xuống ép dưới thế sao đó. Nó ép sình ép vô gì mới nhả ra được cái gì đây. Đó. Trời ơi. Vậy mà cũng không nhả ra nữa. Không lọt xuống nữa. Cái đất sét là nó sẽ dính diện các bạn. Ép lòi cạp vô lòi cục sình lên trên luôn. Vậy đó mà nó còn không chịu sức ra nữa.